Ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, theo dự kiến chương trình làm việc, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau khi thông qua danh sách để bầu, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín sau đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm một số phó chủ tịch quốc hội cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội trình danh sách đề cử để quốc hội bầu một số phó chủ tịch quốc hội